Kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Niềm tin Hàn Việt. Chương trình sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây. Hàng Việt ngập tràn trên không gian mạng, dễ mua, dễ bán, dễ chọn lựa. Công nghệ số 4.0 trở thành công cụ giúp hàng Việt lan tỏa nhanh hơn, nhiều hơn. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung của chuyên mục, bắt đầu bằng tiểu mục Câu chuyện Hàng Việt. Thưa quý vị, Việt Nam là một đất nước nông nghiệp truyền thống. Việc chăm sóc nuôi dưỡng cây trái đã trở thành thói quen của mỗi người dân và thưởng thức những lợi ích từ cây, từ vật chất cho đến tinh thần cũng là điều hiển nhiên hàng ngày. Ngoài lợi ích làm thực phẩm, làm thuốc thì cây trái còn có tác dụng làm đẹp, thanh lọc cơ thể, tạo cảnh quan giúp con người thư giãn. Và rất nhiều người Việt với bàn tay vàng đã tạo nên những sản phẩm hàng Việt hết sức độc đáo từ những loại cây xung quanh chúng ta, những bồn cây cảnh để bàn nghệ thuật. Tại showroom cây cảnh của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh và Đô thị Vũng Tàu tại thời điểm này, có rất nhiều bồn cây để bàn đẹp. Những cây cảnh mini được trồng trong chậu và được sắp đặt kỳ công thành những tiểu cảnh xinh xắn. Những loại cây được dùng để tạo ra các bồn cây mini này là kim tiền, kim ngân, ngọc ngân, ngân hậu, v.v. đều có ý nghĩa mong muốn sự bình an, hạnh phúc cho người chăm sóc cây. Ngoài cây, còn có nhiều đồ vật khác được bố trí theo ý đồ nghệ thuật trong chậu cảnh như đá cuội, tượng người hoặc thú, cách điệu hàng rào, hòn non bộ. Có nhiều chậu cây được thiết kế như những khu vườn thu nhỏ. Bên chúng tôi đang có một bộ sưu tập The Fairy Garden. Thì cái bộ sưu tập này nó hướng đến việc là thu nhỏ một cái khu vườn, một cái khu rừng nhỏ để tạo cảm giác sảng khoái, thư thái dành cho khách hàng. Khi mà khách hàng mua sản phẩm này về là khách hàng sẽ thường xuyên đặt ở nơi làm việc cũng như là văn phòng của mình khi trong cuộc sống có những cái căng thẳng cũng như là các áp lực của cuộc sống. Tại vườn ươm của công ty, luôn có những cây cảnh nhiều loại được chăm sóc và nghiên cứu phát triển. Việc chăm sóc xem ra cũng không hề đơn giản. Ngay từ khâu chọn lựa loại cây giống, cũng phải tính toán sao cho cây khỏe, chịu được sâu bệnh, lại còn mang tính phong thủy khi đặt trên bàn trong nhà hoặc đặt tại văn phòng. Việc đưa cây giống vào chậu và bố trí, thiết kế chậu cây trở thành những tiểu cảnh bắt mắt cũng lắm công phu. Những công nhân ở đây cho biết, một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng cũng như tính nghệ thuật của sản phẩm. Đầu tiên là chọn cái cây nó thứ nhất là phải đẹp, nhìn nó vô cái chậu nó phải phù hợp. Thứ hai là phải tưới nước. Cây khỏe mạnh thì mình nhìn vô cái thứ nhất là cái thân, thứ hai nữa là cái lá nó phải xanh và nó không có bị sâu bệnh vàng. Cái cây ở vườn ươm có nhiều cây tự lai tạo, từ hạt, trồng từ hạt lên. Hiện nay, cây cảnh đang là mặt hàng ngày càng được ưa chuộng của gia đình, công sở. Nhiều người muốn mua những loại cây nhỏ để bàn như thế này để thưởng thức và chăm sóc mỗi ngày. Các chậu cây cảnh để bàn trở thành món quà quý từ thiên nhiên, trở thành một sản phẩm Việt độc đáo, mang lại lợi ích cho con người. Chính vì điều này nên Công ty Phát triển Công viên Cây Xanh và Đô thị Vũng Tàu sáng tạo nhiều mẫu cây mới thu hút khách hàng. Việc chăm sóc được hướng dẫn cặn kẽ cho người tiêu dùng để kéo dài tuổi thọ cho cây, để cây trở thành người bạn gần gũi hàng ngày của người yêu cây. Những năm gần đây, cái việc mà mua cây và chăm sóc cái trang trí ngôi nhà của mình bằng cái hình thức là mua cây, chăm cây thì tăng rất là nhiều so với các năm về trước. Về cái hình thức mua thì nó cũng sẽ đa dạng hơn. Nếu mà những năm về trước thì sẽ tập trung vào cái việc là đến tại showroom để mua, thì những năm gần đây thì lại phát triển mạnh hơn về cái việc là mua hàng qua online. Thì bên UBC có tư vấn để cho khách hàng biết được cái sản phẩm đó cụ thể là như thế nào và sẽ giao tận tay đến khách hàng. Thưa quý vị, một sản phẩm hàng Việt rất độc đáo, có ý nghĩa tinh thần không nhỏ đối với những người sở hữu nó. Không chỉ là lọc không khí, cải thiện sức khỏe, mà cây cảnh để bàn còn giúp người chơi cây thư giãn, tăng hiệu suất công việc, nhất là đối với nhân viên văn phòng. Cây cảnh bày trí trong nhà còn giúp các thành viên trong gia đình vui tươi, thư giãn hơn mỗi ngày. Lợi ích của mỗi sản phẩm hàng Việt chính là sự sáng tạo và thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, dù là các sản phẩm hiện đại hay chỉ là những cây cảnh quen thuộc hàng ngày.
Thưa quý vị, với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng thì hàng Việt ngày càng có tính lan tỏa cao và các doanh nhân Việt không bỏ lỡ cơ hội để sử dụng không gian mạng nhằm mang lại lợi ích kinh doanh cho doanh nghiệp. Soji, một thương hiệu đậu hũ tươi tuy không mới, nhưng chỉ phát triển mạnh trong vài năm gần đây do người sản xuất biết phối hợp giữa phương thức bán hàng offline và online. Từ sau dịch Covid-19, doanh nghiệp tăng cường bán hàng offline và quảng cáo hàng hóa trên các trang mạng xã hội và hiệu quả bất ngờ. Số lượng khách hàng tăng lên qua từng năm, mỗi năm tăng từ 20 đến 30%. Chúng tôi đang sử dụng đa kênh, đó là cả kênh online và offline. Thì online thì hiện nay là rất là phổ biến, thì chúng tôi có sử dụng, có bán trên các cái phương tiện như fanpage, rồi Zalo, rồi Shopee, các cái Shopee Food khác. Thương mại điện tử ngày càng trở nên thông dụng đối với mỗi doanh nghiệp Việt, mỗi người tiêu dùng Việt. Hạ tầng cho thương mại điện tử ngày càng hoàn chỉnh, khiến doanh nghiệp Việt và người tiêu dùng tự tin hơn khi sử dụng không gian mạng vào hoạt động thương mại. Hạ tầng logistics cho thương mại điện tử, hạ tầng thanh toán cho thương mại điện tử đều rất sẵn sàng cho việc kết nối giữa mua và bán. Theo thống kê hiện nay, thì ba loại hình thương mại điện tử được ưa chuộng là các kênh website thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Vinabook, mạng xã hội như Zalo, Facebook, các ứng dụng mua hàng trên thiết bị di động thông minh. Những loại hàng hóa mà người tiêu dùng thích mua nhất trên mạng là quần áo, mỹ phẩm, thiết bị đồ dùng gia đình, đồ công nghệ điện tử, sách thiết bị văn hóa phẩm. Theo một ngày thì có đến 38% số người mua hàng trực tuyến chi tiêu 2-5 triệu đồng mỗi năm cho việc mua hàng. Người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm có nhiều chương trình khuyến mãi, giá rẻ hơn khi mua ở cửa hàng hay giao hàng nhanh, linh hoạt và hàng luôn có sẵn. Quy mô thị trường bán lẻ trên mạng tại Việt Nam đã tăng vọt trong những năm gần đây. Năm 2017, có 33,6 triệu người tham gia với doanh số mua bán 6,2 tỷ đô la. Năm 2019, có 44,8 triệu người tham gia với doanh số mua bán 10,08 tỷ đô la. Và đến năm 2022, đã có hơn 50 triệu người tham gia với doanh số khoảng 16,4 tỷ đô la. Những con số kể trên cho thấy không gian mạng hỗ trợ ngành kinh doanh ở mọi lĩnh vực và những doanh nhân Việt, những đối tượng luôn nhạy bén, đi trước thời cuộc đã nhanh chóng nắm bắt và tận dụng cơ hội lớn của thời đại số hiện nay. Hàng hóa Việt ngập tràn trên chợ điện tử, kèm theo đó là khuyến mãi, giảm giá, ưu đãi đủ loại, giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa sản phẩm. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm, tiểu thương chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 91,53%. Việc chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp các doanh nghiệp thương mại nâng cao doanh số bán hàng trực tuyến so với bán hàng trực tiếp. Hiện nay thì tại đơn vị là có tuyên truyền rộng rãi đến khách hàng. Khi khách hàng mua sắm mà không dùng tiền mặt thì sẽ được ưu tiên. Nó sẽ có những cái chương trình tặng quà kích cầu, ví dụ như là vòng quay may mắn hoặc là những phần quà nho nhỏ hoặc là những cái combo tặng trị giá cho khách hàng khi ưu tiên không sử dụng tiền mặt. Mua hàng online thì hiện nay nó tăng. Tại cũng biết là sau chương trình dịch đó, sau khi mà dịch diễn ra thì hầu như nhu cầu thái độ mua sắm của khách hàng nó nghiêng về phía online nhiều hơn, cho nên là đơn vị cũng đã triển khai rộng rãi và khách hàng cũng hưởng ứng trên đó. Ngoài những cái quyền lợi đặc trưng ra, còn chúng tôi còn làm một số chương trình giảm giá riêng cho khách hàng online để tiện về cho khách hàng mua sắm hơn và dễ dàng tìm kiếm mặt hàng mình muốn mua. Hầu như doanh nghiệp thương mại nào hiện nay cũng kết hợp hai hình thức song song giữa bán hàng trực tiếp tại các cửa hàng và bán hàng trên mạng. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn bán hàng trên mạng nhiều hơn bán hàng trực tiếp. Bán hàng trên mạng, doanh nghiệp tận dụng được những công cụ hỗ trợ kinh doanh rẻ hơn so với việc thuê nhân viên bán hàng trực tiếp. Bởi ngoài lương, thưởng, họ còn phải đào tạo và bồi dưỡng nhân viên thường xuyên. Ngoài việc tiết kiệm chi phí, bán hàng qua mạng còn giúp các doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu. Đa phần các doanh nghiệp hiện nay sử dụng những loại hình mạng xã hội để bán hàng. Nhưng nhiều doanh nghiệp muốn nâng tầm thương hiệu hơn thì chọn các sàn thương mại điện tử để bán sản phẩm. Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử khó khăn hơn, ràng buộc hơn, nhưng sẽ có những công cụ hỗ trợ tốt hơn. Cái sản phẩm chúng tôi khi mà lên trên sàn thương mại điện tử thì chúng tôi phải đạt rất là nhiều tiêu chí. Từ chất lượng cho tới bảo hành, cho tới dịch vụ, làm sao phải đảm bảo được khách hàng yên tâm và chúng tôi phải hoàn thành được cái trách nhiệm của mình khi sản phẩm đến tay của khách hàng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, thì doanh nhân Việt rất nhanh nhạy trong việc tiếp cận với các hình thức bán hàng trên mạng. Vì vậy, chỉ trong vài năm gần đây, hàng Việt đã chiếm lĩnh thị trường trên mạng với đa dạng chủng loại hàng hóa. Tuy nhiên, các doanh nhân Việt cũng cần phải có nhiều kỹ năng hơn trong việc bán hàng trực tuyến để đạt được hiệu quả cao nhất. Vì vậy, tập huấn cho doanh nhân Việt quen dần các hình thức kinh doanh trực tuyến là hoạt động thường xuyên của nhiều tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp. Trong cái thị trường thương mại điện tử thì doanh nghiệp nhỏ cũng có những lợi thế, bởi vì là cái thị trường lúc này là cái thị trường mở, thông tin là thông tin mở, và doanh nghiệp nhỏ có thể tận dụng được cái việc là chúng ta khảo sát cái thị trường rất là nhanh, chúng ta khảo sát đối thủ rất là nhanh, chúng ta tìm ra các cái thị trường ngách, và chúng ta tận dụng cái nguồn lực tuy là nhỏ của chúng ta, nhưng chúng ta xây dựng những cái sản phẩm nó có cái thế mạnh cạnh tranh ở trên cái ngành hàng đó để chúng ta xâm nhập thị trường, và chúng ta tận dụng các cái nguồn lực bên ngoài, ví dụ như là chúng ta có thể gì ạ, đó là thuê các cái công ty công nghệ hoặc các cái công ty về marketing mà họ tốt ở trên thị trường, thì chúng ta chọn lựa những cái đối tác như vậy, chúng ta đi dài hơi với họ, thì chúng ta có thể gì ạ, chúng ta có thể đâu đó cân bằng lại cái cán cân đối với các doanh nghiệp lớn. Thưa quý vị, tận dụng lợi thế của thời đại số 4.0 vào sản xuất kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hơn, đặc biệt là lan tỏa hàng Việt đến người tiêu dùng mạnh mẽ hơn. Cảm ơn quý vị xem đài đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị cũng trong chương trình Niềm tin hàng Việt kỳ sau, phát sóng vào lúc 17:50 thứ 6 tuần thứ 2 của tháng 10. Trân trọng kính chào.